Hello, Vui Cửa Bồ xin chào tất cả các bạn. Hiện tại có rất nhiều bạn gửi về cho kênh Vui Cửa Bồ, đó là các bạn đang sử dụng chiếc Oppo A5 hoặc là A1K, thì gặp một vấn đề đó là trong quá trình sử dụng thì các bạn không biết lỗi tại sao mà máy nó như một cục gạch gì nè, khởi động nguồn thì nó không lên, đây ấn nguồn thì nó không lên, nhưng mà khi mà chúng ta ghim sạc vào á thì nó có một cái âm thanh. Thì các bạn rất là khó chịu, không biết tại sao vấn đề này. Thì đem lại hãng thì chạy chương trình lại thì xong ha. Đấy, thì ngày hôm nay Vui Cửa Bồ sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách khắc phục tại nhà, không cần phải đem đến bảo hành. Rồi, và cách khắc phục như thế nào? Khá là đơn giản thôi, xin mời các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ok, thì trước tiên chúng ta sẽ đối với cái vấn đề cái máy này á, thì nó lỗi là do nó xung đột một số ứng dụng thôi. Trong quá trình sử dụng mà chúng ta cài một số ứng dụng nào đó, nó xảy ra cái tình trạng xung đột nên nó gây cái lỗi này. Thì cái cách khắc phục cực kỳ là đơn giản, có nghĩa là chúng ta sẽ khôi phục lại cái phần cứng ha, bằng cách là nhấn một lượt ba phím nè. Phím đầu tiên là phím nguồn ha, và phím volume lên, phím tăng âm lượng lên nè, và phím volume xuống, phím giảm âm lượng ha. Các bạn bấm cùng lúc trong vòng khoảng 8 giây thì máy sẽ tự động khởi động lại. Đây các bạn bấm nha. Rồi ok, chúng ta chờ thôi. Đấy các bạn thấy không? Đấy nó đang khởi động lên nè. Rồi khi mà khởi động được thì các bạn buông tay ra thì máy từ từ nó sẽ vào được bên trong. Rồi bây giờ chúng ta chờ thôi nha. Đấy các bạn thấy không? Thì nó sẽ vô cái mục này. Thì đối với một số bạn á, muốn xóa bỏ các cái dữ liệu ở bên trong luôn thì chúng ta vào viết data nè. Còn các bạn nào mà không muốn xóa dữ liệu á, không muốn mất dữ liệu á, thì chúng ta vào cái reboot ha, chúng ta vào bên trong. Các bạn nhớ nha, chúng ta bấm vào đây á, là khi chúng ta nhập mật khẩu vào á, thì nó sẽ xóa hết tất cả dữ liệu chúng ta. Nên các bạn cẩn thận ha. Còn không á, thì chúng ta bấm vào reboot thôi thì máy nó sẽ khởi động lại, là dữ liệu chúng ta sẽ còn nguyên. Rồi bây giờ chúng ta chờ máy khởi động lại nha. Rồi ok, bây giờ thì máy đã được vào ở bên trong bình thường, các bạn thấy chưa? Đấy ha, rất là đơn giản. Và cái này không có vấn đề gì cả nên các bạn yên tâm và sử dụng máy mình ha. Do là chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta cài một số ứng dụng gì đó, nó dẫn đến tình trạng là xung đột ứng dụng nên xảy ra lỗi này thôi. Nên khi gặp lỗi thì các bạn chỉ thực hiện các cái thao tác tương tự thì máy sẽ trở lại hoạt động bình thường. Không cần phải đem máy đến một số cái cửa hàng hay gì đó, khi mà họ biết cái cách này rồi họ làm đơn giản rồi thôi thì họ sẽ tính tiền chúng ta, thì khá là tiếc ha. Đấy, chúng ta sẽ phí một cái số khoản tiền. Ngoài ra để mà cập nhật các cái hướng dẫn mới nhất, các bạn nhớ vào YouTube nè, vào kênh Vui Cùng Apple ha, Vui Cùng Apple. Đây các bạn bấm Vui Cùng Apple thì ở bên trong này có cập nhật rất là nhiều cái hướng dẫn và những cái tiện ích cho các bạn vào đây để các bạn cập nhật nha. Và các bạn thấy clip hữu ích, nhớ để lại một like và subscribe cho kênh nhé. Bây giờ Vui Cửa Bồ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.